Thì sau bao nhiêu lâu thì là tự nhiên cái chân em nó bị... À, khi nó coi em được 4 tháng á, là em bắt đầu ngã bệnh. Mà ngay cái ngày ngã bệnh là em là may mắn là ngay cái ngày cuối tuần là lúc anh đang chạy xe về. Đó, lúc đó là anh chở em đi cấp cứu, chứ ở nhà đâu có ai chở em đi được đâu. Nhưng mà trước đó khi mà cái biến cố của cái chân em nó bị liệt luôn như vậy thì là đã bị âm ỉ một cái bệnh gì chưa? Dạ không, bình thường luôn. Bình thường luôn. Mà cái căn tự nhiên cái nhức chân cái vậy đó. Rồi em không muốn mẹ nhìn thấy cái cảnh em ống không à. Chỗ nào mà có lỗ là chỗ đó có đường ống, chị nghĩ đi. Đặt ống tay hết. Em nằm trong bệnh viện bao nhiêu lâu thì em về? 4 tháng. Wow, em sau 4 tháng sanh em bị và em nằm luôn trong bệnh viện 4 tháng luôn. Có nghĩa cũng rất là tội baby ha, baby cũng không được gần nhà mẹ. Trong thời gian đó tự nhiên đang bú sữa mẹ cái quay qua bú sữa lon. Em suy nghĩ vậy cho nên em rất là đau. Lại trong thời gian mà em bé lớn như vậy đó, em không có nhìn thấy con em lớn ra sao. Rồi mà từ lúc mà em đi nhập viện á, con em nó thức luôn, nó không ngủ. Mà tới bây giờ là cứ ban đêm mà thức vậy. Có bao giờ mà em có nghĩ đến một cái chuyện là em chia tay với ảnh này để cho ảnh đi kiếm một người khác, hay là em có một cái suy nghĩ gì mà để cho cái người bạn đời của mình không có khổ đau hay là như thế nào? Dạ có, là em cứ thấy là em thì em có suy nghĩ về em bệnh mà ảnh không thương em. Em suy nghĩ về cái mà em không có cung cấp được là một người vợ trọn vẹn. Cho nên em mới nói là thôi bây giờ anh thích ai thì đi. Con em thì có chị em là nuôi. Còn em thì em không có làm cho vợ nên đi đi. Ảnh đi, ảnh nó chờ là ảnh đi, nhưng mà ảnh không vậy đi hết. Và nhiều lúc em nói thôi giờ cho tiền nè, giờ đi mình đi ăn bánh mình trả tiền đi. Thì ảnh cũng làm bộ đi đi, nhưng không có đi. Thì cũng mấy lần là đuổi với đó mà không đi. Trước tiên là hai vợ chồng em có thể chia sẻ lại họ tên và tuổi của mình để cho khán giả biết ha. Dạ, em tên là Nguyễn Ngô Hiệp Phố, tên Mỹ là Hailey. Em sinh năm 1985. Em xin chào khán giả của vợ chồng Son ạ. Em là Ngô Minh Vương, sinh born 1984. Là cái công việc hiện tại của em là gì Vương? Làm cho US Navy Air Traffic Control, nói chuyện với mấy cái bài máy bay á. Tại cái công việc của Hiệp Phố thì hiện tại là... Dạ, trước khi mà em không có bệnh thì em làm trong nhà bang. Rồi sau này em bệnh cho nên em ở nhà. Em có thể chia sẻ cái câu chuyện là cơ duyên nào mà hai tụi em lại gặp nhau? Tụi em quen qua là bên mạng online. Anh này hồi xưa thì anh để cái nickname là giống như là du đảng vậy á, Turkey Agent. Em thì hồi xưa em thích em mấy thích. Cái người mà du đảng, tại vì em chơi là văn quậy không à. Cái gu em là thích du đảng. Gu em thì thích là văn quậy. Người cái ảnh thì ảnh là người tốt, người học giỏi, nhưng mà anh lấy cái nick quậy là Turkey Agent, mà giống như ta là đại ca ở đây vậy đó. Thì em thấy cái nick đó nó cool, em mới nhắn vô em nói chuyện riêng. Tại sao em lại thích cái gu mẫu người quậy là sao? Tại vì em sống lớn lên ba em rất là khó. Rồi em phải học giỏi, rồi đi đâu bây giờ đúng giờ. Rồi em bị stress nặng, em muốn quen ai nó khác với em tí, nó vui lên. Chứ nếu mà em học giỏi mà kiếm mấy người khác học giỏi, nó thấy cuộc sống nó chán quá. Thường nhiều người họ cũng mâu thuẫn như vậy. Rồi sao làm sao nè, người ta add cái nick em rồi em thích liền hay sao? Không có thích liền, thấy Phố đánh cái chửi capital letter and lowercase letter like that. Giống như cái thời hồi xưa là con nít mà đánh chữ là một cái chữ in, rồi cái chữ thường nó là những cái đứa là con nít trẻ trâu quá. Thì ảnh không thích em như vậy, ảnh mới chặn em. Lóc luôn. Trời ơi, lóc rồi sao lại cuối cùng lại tìm lóc luôn rồi thường. Nhưng mà thường xưa là em mới đổi cái nick khác. Rồi sau này trở lại mấy chị người nhìn hình kia nọ em mới nhận ra ồ hồi xưa là anh lóc em tới mấy lần rồi. Tên khác. Em ẹt được bao nhiêu? Em không có tìm ảnh, ảnh cũng lấy cái nick khác nữa. Ồ vậy hả? Mà giống như là cái nick trời nó làm cho mình gặp nhau lại vậy á. Giống như là hồi xưa nói chuyện người ta ưa đổi nick tới lưu hoài. Cái đổi tới lưu hoài thì bao nhiêu lần thì mới chính thức là hẹn hò để gặp? 2-3 lần vậy đó. Cái em nói đòi hình ảnh, ảnh thì anh nói là ảnh giống thằng em có ảnh, anh chỉ đưa hình em ảnh thôi, anh không có đưa hình của ảnh cho em coi. Trời ơi, nó cũng làm cái chương trình là bí ẩn quá ha. Nó tóm lại là hẹn gặp nhau ở mo. Ảnh đứng đầu bên kia, em đứng đầu bên đây. Rồi mới nói là bây giờ anh đang mặc cái gì về đây em dễ nhận diện ra anh. Tại vì mo thì đông người. Cái ảnh mới hỏi mặc nguyên bộ đồ đen rồi mang đi về màu vàng vậy đó. Cái đầu em mới nhìn sao nó. Trời ơi, ông nội nào mà lùng mà mặt mà giống như cục chả lụa trời. Đừng có nói là anh nghe mà đang gặp điện thoại mà ảnh nói anh đi nè ở đâu. Em cũng nói là em muốn sau lưng nè, em không biết anh ở đâu. Cái ảnh mới diễn tả anh vậy, em nói chết rồi trời, xấu quá à, sao giờ. Trốn quá à, mà đang lỡ hẹn rồi. Rồi cái nó thôi xây qua đường xây qua ổng xây qua nó anh đi nè, có hết hồn rồi xong cái là ổng
Rồi em lỡn chóng rồi, nó thôi kệ mình cho ông xí đi bữa đi. Rồi dắt đi ăn phở rồi xong chắc về nhà vậy đó. Mà lúc đó xe anh bị hư bị đụng đó. Rồi anh mới mượn xe của thằng em anh chở anh đi. Em ra nhìn chiếc xe cũng tột mút luôn. Tại vì người thì bự mà xe tới hòn vậy nè. Nó xe nhỏ xíu xíu rồi chui vô ổng còn chui không lọt. Nó tóm lại cái gu không có gì mà em tránh nổi chứ. Nhưng mà cái thời điểm mà hai đứa mà hẹn hò nhau là năm đó Hiệp Phố khoảng nhiều em bao nhiêu Vương? Em là 18, anh là 19, right? Yeah, đúng rồi. Yeah, really young. Từ tính đến cái thời điểm này, từ cái thời điểm mà biết nhau cho tới bây giờ là tụi em ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? 17 năm. Wow. 17 năm trên. Yeah. Yeah. Vậy là đây là một cái cặp vợ chồng son mà có một cái hành trình bên nhau tới 17 năm rồi đó quý vị. Lúc mà Hiệp Phố vừa gặp em, cái ấn tượng đầu tiên là thấy Vương giống như là cục chả lụa là người ta không vui rồi đó. Là còn cái ấn tượng đầu tiên của em về cô nàng bé nhỏ này thì là ấn tượng gì? Thấy Phố thấy dễ thương và đẹp quá. Mà mấy con gái that I know before, it's just wear, they just wear like quần jean gì. Như sneakers, right? But Phố bằng lại cái áo designer với high heels đồ. Mấy cái đó đó. Thấy lạ với thấy sợ chút xíu tại it's like, you know, like high maintenance girl or something. Là but... hai là sang chảnh. Yeah. Yeah. Còn mấy người mảnh quen là đơn giản với quần thun, áo jean, như quần dài đá thôi à. Cái lúc mà gặp nhau đầu như vậy, không ấn tượng rồi xong sao, rồi xong là cuối cùng lại ghét nhau mà lại gặp lại là sao? Là giống như là em về nhà em không có muốn quen nữa. Rồi lúc đó người già chán lắm, rồi cái em nói chuyện với bạn thân em. Thì bạn thân em nói là thôi bây giờ thử người này đi. Tại vì nghe nói học thức này, học là học bác sĩ này kia nọ nữa. Thì chắc có tương lai hơn. Lúc đó em cũng mới chia tay bạn trai nữa. Em nói ok thử vậy đó. Rồi cái đi chơi vài lần. Nhưng mà cái ấn tượng của em đó là ba em khen ảnh. Cho nên cái đó mới là cái điểm nhất của em. Mà em quen bao lâu thì em dắt Vương về nhà ra mắt ba? Lần thứ hai. Wow, có lần thứ hai là về ra không mắt. Không có dắt vô nhà, ảnh ở ngoài anh đợi em ra. Mà ổng nhìn rồi từ xa. Rồi vô tình ba em đi ra xe lấy cái gì đó. Rồi cái ảnh mới bước ra nói con chào bác. Oh. Đó là ba em mới ấn tượng. Chịu luôn. Dạ, ba nói mẹ em á. Nói rồi tôi thấy thằng này được mà nó gặp tôi với biết chào hỏi cái gì nọ vậy đó. Thì em nghe cái đó em nghe lén thì ba em chấm thì em chấm. Thì tính ra là người lớn họ có con mắt nhìn rất là chính xác nha quý vị. Yeah. Trong cái quá trình mà quen nhau có cái kỷ niệm nào mà ấn tượng mà vui nhất không? Kỷ niệm là cái lần thứ hai hẹn nhau đi chơi là anh chở em đi San Jose. Rồi xe của anh thì xấu quá rồi em lại mất cỡ, sợ lên ngồi lại mất cỡ. Tại hồi xưa giờ bạn trai em là xe độ, xe đẹp không à. Thôi có lời góp một điểm rồi. Thôi thì cái hẹn thứ hai thôi cũng lỡ đi lên luôn. Đi lên xong cái đi về cái ảnh chạy ảnh đổ xăng. Cái em mấy lần người như là mình tử tế mà. Cái mình móc ra 20 đô, mình nói thôi giờ em phụ với anh 20 đô anh đổ xăng đi. Cái anh cũng lấy 20 đô anh chạy vô anh đưa cho người ta. Cái anh chạy ra cái tưởng là chuyện vậy thôi, em còn 20 đô nữa không? Nó ủa không xài vậy anh, nói tại vì 20 đô đổ không đủ 40 đô mới đổ. Cái trong đầu em nó lại góp thêm điểm thứ hai nữa. Là người đàn ông lần đầu tiên mà hỏi trắng trợn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó làm em khó chịu nhưng mà... Nhà nhà mình suy nghĩ lên mình thấy nó ngộ ngộ gì đâu á. Mình thấy thương không? Dạ, giống như mình thấy nhà ảnh chân thật quá đi. Ảnh giống như là cái kiểu cute. Nhưng lúc đó là mình thấy lực kỳ nhưng mà nhà mình suy nghĩ lại. Thì mình thấy rất đáng yêu đúng không? Dạ. Thật ra là rất đáng yêu. Chị cũng thích những cái hình ảnh đó. Thật sự nó phải thực tế như vậy. Dạ. Chứ nhiều người hả? Mới quen cái show up cho đã rồi xong cuối cùng về trời không ơi ta nói không có gì hết mình còn mệt nữa không rồi xong rồi cuối cùng em đổ xăng người ta bỏ tiền cho em đổ xăng rồi sau đó em có về em suy nghĩ là em lấy tiền trả lại cho Hiệp Phố không? Không, dắt đi ăn phở. Tại vậy nó do bắt ăn phở thì buồn. Câu chuyện của Hiệp Phố với lại Vương Ngô thấy rất là thú vị nha quý vị. Thì hai người quen nhau bao năm thì bắt đầu mới tính cái chuyện là về ở chung một nhà với nhau. Không có tính ở chung lại, vấn đề anh về ở chung là tại vì ba mẹ anh mua nhà xa quá, anh không có muốn đi theo. Rồi lúc đó rồi em mới về em nói với ba em là anh muốn ở lại đây gần em vậy đó. Rồi ba em nói ok, kêu dọn vô ở chung vậy thôi. Thì câu, ba chơi lớn vậy trời. Dọn vô ở chung nhưng mà điều kiện là em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Rồi hai đứa ngủ là cứ nắm tay ảnh thì đưa tay lên, em đưa tay xuống, đứa nắm tay ngủ. Thì tới đó chứ làm sao mà có được chuyện đó ta, nếu mà nằm ở trong phòng rồi ở chổng làm gì. Không, tại vì cái phòng của ba em nó giống như vậy nè, đóng cửa là mở cửa ra là phòng em vậy rồi đó. Thì khó nha, nằm gì khó xử quá. Nghe thấy mệt mỏi mà nó không có đúng. Sáng cái tay nó đơ gì mà tại em đưa thẳng xuống, thẳng lên đưa lên cầm nha. Là vậy thôi đó. Dạ vậy thôi. Nhiều lâu rồi mới có chuyện gì xảy ra ta?
trốn trốn ba mẹ đi làm, ba mẹ đi làm thì ở nhà. Lúc đầu thì chị có nghe cái câu chuyện của Vương á, là Vương nói là Vương đi học về bác sĩ, ủa mà sao sau này lại đi về lính, là sao chị không hiểu? Là tại vì ảnh đi học xong rồi ảnh đi làm trong bệnh viện khoa cấp cứu 2 năm lận. Uh-huh. Rồi ảnh thấy chết nhiều quá, rồi máu me ảnh cũng chứng kiến mỗi ngày á. Ảnh thấy 2 năm đủ, ảnh không có muốn thêm nữa. Khi mà em quyết định đi lính như vậy á, thì cái đó là do tự em nghĩ muốn đi hay là có một động lực nào mà thúc đẩy em đến với cái công việc đó? Tại hồi lúc, like 10 years ago, không có biết là muốn làm cái gì á. Bạn nó làm rồi á, nó kêu vô mình đi đại, giờ thích ở 10 năm rồi. Nhưng mà thực ra cái đi lính đó, nó làm cho hai người tự nhiên xa cách nhau, có bị những cái cuộc xa cách mà không có thể gặp nhau hay như thế nào? Dạ có, lúc mà em đi học quân sự là phải xa nhau 3 tháng. Không có điện thoại, không gì hết luôn, nó tóm là không biết gì trong đó luôn, không được liên lạc nhau nữa. Không được liên lạc, chỉ là viết thư. Nhưng mà cái thư nó rất là chậm, 1 tháng mới được một cái lá thư của anh thôi. Dạ, thì lúc đó đối với em là khó nhất. Rồi lúc đó là tụi em có thằng con chó là Pinky là con á. Rồi cái lúc đó là em bị sốc. Cứ mỗi 2 tiếng đi ra thùng thơ, kiếm thơ của ảnh á. Nhưng mà mình biết một ngày là người ta giao thơ một lần thôi. Mà cứ 2 tiếng dắt chó để mở hộp thần lặng. Thật ra khi mà Vương Phố mà đi lính như vậy thì nó bị cái khoảnh khắc và cái thời gian nó bị cách trở như vậy. Thì sau bao nhiêu lâu thì lại được trở về gặp nhau, hay là sau bao lâu thì tụi em lại quyết định cưới nhau? Trước khi em đi lính là hai đứa phải kết hôn rồi. Tụi em từ lúc mà quen nhau, yêu nhau là không có gì suy nghĩ có anh bé, cho nên mới là có con chó để là con của mình. Sau này 2013 ba em mất á. Rồi sau đó cái chưa đầy 1 năm nữa là anh hai em mất. Rồi mẹ em mới bị buồn quá, cái chị em mới nói là thôi giờ gia đình mình bên đây không có ai rồi, mà ba mất nữa, thôi em làm ơn có con đi. Rồi mày có con thì cho mày 2.000. À, là chị của ai? Chị của em. Ồ, chị gái của em. Thì lúc đó em suy nghĩ thôi giờ cũng muốn có một đứa cho mẹ ẩm bồng để cho ba bớt buồn, cho nên mới là quyết định có con. Nhưng mà em là em khó lắm, em nói là bây giờ anh muốn em có bầu á, có con phải con gái em mới chịu. Rồi trong thời gian mà anh đi này kia nọ đó, anh ngồi anh đọc internet cách làm sao để có được con gái. Wow, anh phải học hỏi dữ lắm. Ôi, em phục anh luôn á. Con nước Mỹ anh hay quá anh ơi. Share cái cách chia sẻ cho khán giả với là những người xem chương trình Nhà Dòng Son biết làm sao để có con gái nè. Lên Google nó nói cái ngày nào làm, cái giờ nào, ăn cái gì, uống cái gì á, cái everything position. Nhà làm cái kiểu á. cái kiểu luôn á, like all of that. Nhưng mà trong cái thời gian mà anh không có bên em thì lẻ loi em cũng thấy đi bệnh viện, thấy người ta cầm tay vợ chồng ôm ít đỡ vợ, rồi em thấy em tủi. Cũng tủi thân à. Cái ngày em sanh xong thì là chồng em đã chính thức ở bên cạnh chưa hay là như thế nào? Không, thì đó em sanh xong, lúc mà sanh là anh bên cạnh em. Mà lúc về rồi á, là ảnh phải chở mình đi làm. Vậy đó, cứ đi lên đi xuống em mới chở ảnh thì chở chung với mẹ em, thì mẹ em giúp em chăm baby. Thì sau bao nhiêu lâu thì là tự nhiên cái chân em nó bị... Khi nó coi em được 4 tháng á, là em bắt đầu ngã bệnh. Mà ngay cái ngày ngã bệnh là em là may mắn là ngay cái ngày cuối tuần là lúc ảnh đang chạy xe về. Là lúc đó là ảnh chở em đi cấp cứu, chứ ở nhà đâu có ai chở em đi được đâu. Nhưng mà trước đó khi mà cái biến cố của cái chân em nó bị liệt luôn như vậy á, thì là đã bị âm ỉ một cái bệnh gì chưa? Dạ không, bình thường luôn. Mà cái căn tự nhiên cái nhức chân cái vậy đó, cho nên nó làm cho mình bị sốc á. Chồng em tới giờ vẫn còn cái câu hỏi là tại sao cái bị nhức chân, rồi xong cái đi vô cái nặng hết toàn cơ thể, cái nơ của mình á, nó bị cục hết luôn, sau đó là không đi được luôn. Thật sự nó là khủng khiếp. Bà xã em bị cái chân như vậy thì là em bắt đầu về ở lo cho bà xã hay là vẫn phải đi làm để hiệp phố một mình? Lúc nào phố bệnh thì xin nghỉ làm ở trong nhà thương 3-4 tháng. Cái thời điểm đó là hiệp phố có mẹ kế bên chưa hay là sao? Dạ lúc đó là mẹ ở nhà trong baby. Còn ảnh thì trong bệnh viện suốt để nuôi em. Rồi em không muốn mẹ nhìn thấy cái cảnh em ống không à. Chỗ nào mà có lỗ là chỗ đó có đường ống, chị nghĩ đi, đặt ống tày hết. Em nằm trong bệnh viện bao nhiêu lâu thì em về? 4 tháng. Wow, em sau 4 tháng sanh là em bị và em nằm luôn trong bệnh viện 4 tháng luôn. Có nghĩa cũng rất là tội baby ha, baby cũng không được gần nhà mẹ. Trong thời gian đó tự nhiên đang bú sữa mẹ kêu quay qua bú sữa lon. Em suy nghĩ vậy cho nên em rất là đau. Lại trong thời gian mà em bé lớn như vậy đó, em không có nhìn thấy con em lớn ra sao.
mà từ lúc mà em đi nhập viện á, con em nó thức luôn, nó không ngủ, mà tới bây giờ là cứ ban đêm là thức vậy nè. Thực ra từ cái lúc mà cái câu chuyện mà em bị như vậy á, thì đến ngày hôm nay chính thức nó là bao nhiêu năm rồi? Dạ con em bây giờ 4 tuổi thì em cũng là 4 năm rồi đó. 4 năm rồi vậy nó bớt chút xíu rồi, không có cần mấy cái ống ăn với nó ăn cầm nẻ được á. Bây giờ chưa đi được hết đó, chỉ còn đau nhiều. Cái câu chuyện của Hiệp Phố thì mình là người phụ nữ thì mình thấy là cái sự chịu đựng của Hiệp Phố và cái đau đớn của bệnh tật rất là thương. Nhưng mà ngoài mà cảm thương cái câu chuyện Hiệp Phố thì Nga cũng rất là phục chồng của cô gái này. Có bao giờ mà em có nghĩ đến một cái chuyện là em chia tay với ảnh để cho ảnh đi kiếm một người khác, hay là em có một cái suy nghĩ gì mà để cho cái người bạn đời của mình không có khổ đau hay là như thế nào? Dạ có, là em cứ thấy là em thì em có suy nghĩ về em bệnh mà ảnh không thương em suy nghĩ về cái mà em không có cung cấp được là một người vợ trọn vẹn, cho nên em mới nói là thôi bây giờ anh thích ai thì đi, con em thì có chị em là nuôi, còn em thì em không có làm cho vợ thì anh đi đi, ảnh thì ảnh luôn nó chờ là ảnh đi nhưng mà ảnh không vợ đi hết. Và nhiều lúc em nói thôi giờ cho tiền nè, bây giờ đi mình đi ăn bánh mình trả tiền đi, thì ảnh cũng làm bộ đi như không có đi. Thì cũng mấy lần là đuổi gì đó mà không đi. Có lẽ trong những cái chương trình mà Nga quay về vợ chồng son thì đây là một cái cặp mà có lẽ nó cho Thúy Nga nhiều cảm xúc, mặc dù là cái câu chuyện của hai bạn này cũng có lẽ là mới với quý vị nhưng mà rất là quen thuộc với Nga. Nhưng mà lần nào trò chuyện Nga cũng bị cái cảm xúc như vậy. Nội mà có những lần mà Hiệp Phố chỉ cần mà đi lên Orange County mà gặp Thúy Nga thôi là Thúy Nga bằng mọi cách phải sắp xếp gặp cặp vợ chồng này. Và lúc nào gặp trong cái tình trạng mà thấy ông chồng ông ẵm cô vợ bước ra xe là Nga cũng rớt nước mắt hết quý vị. Phải chúc mừng em là một trong những người phụ nữ cũng là rất là hạnh phúc nhất đó. Khi có một cái người chồng rất là quá nhiều điều tuyệt vời mà chị cũng không có dùng được cái từ ngữ nào để nói về cái tình yêu của em. Rất là vi diệu. Chúc mừng em. Chị khóc hoài à. Nhưng mà thật sự không khóc nhưng mà đói vẫn đói. Tới giờ chị ăn. Tới giờ hai chồng cho Thúy Nga ăn nè. Ok. Những chương trình mà vợ chồng son trước đây thì Thúy Nga lúc nào cũng được ăn ở trong một cái khung cảnh là cái bàn ăn hay là trong cái bếp hay trong cái nhà. Nhưng mà hôm nay thì đối với cái chương trình mà cặp vợ chồng son Vương và Hiệp Phố thì là Nga muốn có một cái khung cảnh nó lãng mạn ở ngoài này để mà sao? Thứ nhất là Hiệp Phố là một cái cô gái trong cái hoàn cảnh này thì lúc nào cũng thích ngồi một cái nơi nó thoáng mát để cho cái sức khỏe của Hiệp Phố sẽ tốt. Em ăn không? Chị ăn đi, chị ăn đi. Em ăn không? Dạ ăn. Em ăn, chị cũng ăn à? Đói bụng quá. Mời em. Vợ chồng son lúc nào có cái chương trình là đại hội vạch mặt đó quý vị. Thì bây giờ là đến cái giây phút là hai vợ chồng mà kể xấu về nhau đi. Dạ, ai chứ? Phố mua quần áo nên không có bận nên có còn cái thác á. Xong donate. Trời mua quá trời mà không xài tới. Cho luôn. cho good luôn với người ta. Đó là em cho là bịch đen vậy nè. Đưa đi đưa làm gì vậy? Mà vẫn còn mạc đúng hả? Dạ mua rồi, cái thảy đó mua thảy mua thảy. Trời ơi. That's the only thing. Yeah. Tôi cũng đâu bằng em. Em cũng mua bát bạc cũng quá trời. Rồi còn cái tật xấu gì nữa? Hồi lúc gặp everything was good like. Ý anh nói là em á là cái gì mà xấu hổ là em không có em tránh, cho nên bây giờ kiếm cái tật xấu gì của em nó khó lắm. Yeah. Nó có. Nhưng mà đối với trong cái chương trình này á thì em muốn Hiệp Phố phải thay đổi cái điều gì? Nothing. Whenever I want something you give it to me so I don't know. Giống như ý anh nói là anh cần cái gì em cũng chiều á, cho nên không có gì mà muốn em thay đổi nó hết. Dễ thương quá ha. Ông chồng của Hiệp Phố rất là đáng yêu, thương vợ mới nổi mà không còn thấy tật xấu của vợ luôn. Dạ ai cũng hỏi ảnh không á, em có. Em hỏi anh cũng nói không có nữa. Thương ghê. I just want her to husband, that's it. Rồi bây giờ tới Hiệp Phố nè. Phố có thể bắt đầu vạch mặt chồng mình đi. Chị nghĩ là chắc em cũng muốn nói nhiều lắm, thế mặt em nãy giờ cái
cái cảm giác chờ đợi dữ lắm. Em xin lỗi anh, em có hơi nhiều một xíu. Sorry, whatever. Cũng không có xấu gì, giống như là ảnh là nóng tính thôi. Giống như là lái xe nóng tính thì em muốn ảnh dịu lại. Yeah. Còn cái tật này nó chỉ ngủ là đánh đập đá. Cái gì? Nha, đánh đập đá cho nên không bao giờ ngủ chung được. Nữa con em không bao giờ một ngày được ngủ chung đá đi. Tại vì trong lúc ngủ là sao? Đánh đá vô mặt vậy đó hả? Cái lúc mà lần đầu đi chơi xa, hẹn hò đi chơi xa đó, lần ngồi ngủ trong khách sạn đó là em ngồi nói chuyện với em, ảnh đi ngủ sớm, ảnh đá một cái mình bay từ giường bay xuống đất. Kỳ á. Trời ơi, hình như là mấy người đi lính người ta cũng ở trong đó người ta tôi luyện nhiều nên là bị trong cái giấc mơ người ta bị. Không, cái bệnh này ảnh có từ xưa tới giờ rồi. Dạ. Ảnh ngủ ở nhà ảnh đục cũng lủng tường đá, cũng lủng tường luôn á chị. Ngủ mơ hả? Dạ, ảnh vậy á. Rồi sáng vậy là không biết mình làm, nhưng mà cũng không thấy cảm giác đau luôn. Không có đau. Wow, vậy là cái nhà cũng bị sửa chữa hoài đúng không? Nhìn ngộ nha. Cái này là cho Thúy Nga thắc mắc hỏi thêm nè. Là ví dụ như em trong cái lúc thời điểm sau này cái chân em bị vậy mà em nằm với một cái người mà cứ đấm đá gì rồi nó đá cái em lọi dò tiếp nữa sao? Ngủ riêng mà chị, hai giường á. Ồ, là hiện tại hai vợ chồng dạ. Ngủ hai giường. Dạ. Rồi, nhưng mà bây giờ cái trong cái giấc mơ của em còn bị vậy không? Anh vẫn còn bị nhảy, anh đá, anh la bình thường. Mấy con chó nó... Mấy con chó cũng bị sợ nữa. Tối mà anh ngủ với mấy con chó đi chỗ khác. Tại vì anh đạp cho nó mấy lần nó sợ. Chó mà nó cũng ý thức được ông chủ của nó trong giấc ngủ. Trời ơi, sao tôi mắc cười. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Hình như chỉ có vậy thôi à. Nóng tánh với lại ngủ vậy thôi à. Ừ. Chứ thật ra cái gì anh cũng được hết. Rất nổi mẹ em nói cái gì anh cũng nghe, gia đình nói gì anh cũng nghe. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi một cái điều gì không? Thì là thay đổi là bớt nóng lại thôi. Với lại cái gì cũng là chill bớt vậy nó. Đừng có cái gì mà đi. Nhưng mà xong tham là con mình đi. Ta đã không đi được rồi mà hối tao quá rồi sao tao chạy theo. Không, như anh hối con mình, mình thấy mình đau ruột, mình đứt ruột vậy đó. À, anh hối con bé đúng hả? Rồi, nhanh con, nhanh con mà là mình thấy tội nghiệp. Tại vì mấy cái người mà ta ở trong lính em, người ta có một cái nguyên tắc. Dạ, anh muốn đi đến đâu phải đúng giờ, đúng khắc, anh không muốn đi trễ chứ. Đối với chị, khi mà chị nói chuyện với vợ chồng em thì chị thấy là cái người đàn ông của em rất là tuyệt vời. Còn đối với em thì em có dành cái sự tự hào về ông chồng mình trong mắt em là em cảm xúc về chồng em như thế nào? Dạ em hãnh diện lắm chị. Tại vì hồi đó giờ đi đâu ai cũng khen em, chưa bao giờ có nghe một lời chê. Giống như từ dòng họ, từ bạn bè, chưa có một người nào chê hết. Dạ, cho nên em thấy cảm giác vui, hạnh phúc với lại tự hào mới được chồng như vậy. Tại vì ba em là một người rất là vĩ đại. Rồi em nói là sau này em muốn cưới chồng không phải giống ba em. Thì ảnh cũng giống như rất khó nên muốn là giống ba em đối xử với em vậy. Honey, anh nhớ em nói em thích cái này nữa. I'll explain in your opinion. Sau cái chương trình này nó cho Thúy Nga nhiều bất ngờ quý vị. Chưa có hỏi là hai người có muốn chia anh sẻ một cái gì em không? Đâu có mở được đâu. Okay. Rồi cái tự nhiên bây giờ là ông chồng đang nói chuyện tự nhiên ông biến mất. Rồi vụ này vụ gì đây? Surprise vụ gì vậy? Nice. Wow, so nice, mắt kiến chắc. Đừng có nói cái đó nha. Cái gì vậy? Đừng nói cái đó nha. Chắc chị Nga biết đó. Ủa? Chị không biết, chị sao chị biết được? Wow, oh my god. So nice, Chanel luôn nha quý vị. Cái mà chị Nga đeo trong cái video của chị nè. Yeah, kẹp nói quá. Bố thích, mà nó discontinue. Nó khó bị kiếm. Hết là hết rồi, discontinue hết rồi. Rồi em chỉ không có, và em buồn. À. Ở đâu giống da vậy? Magic. Wow. Secret. Hay quá, nhưng mà cái mắt này cái mắt trắng nha. Mắt trắng. Còn của chị là mắt đen, nhưng mà cái gọng là y chang. Yeah. À coi như là thấy Thúy Nga đeo trên kênh YouTube cái thích quá. Yeah. Nhưng mà nó hết rồi, cái này kiểu 2020 á. À hả, đúng rồi. Hết rồi. Ủa chết cha, chẳng lẽ tôi cũng là một cái người mà để làm cho người ta cảm xúc, người ta đòi hỏi chồng như vậy ta. Thank you honey. You're welcome. Tiệm đâu ra vậy? Secret. Gung luôn. Mừng mà thích mà mừng rung luôn. Được không? Đâu có đẹp bằng chị Nga đâu. Đâu, y chang. No, mirror. Y chang, chỉ có cái mắt là nó khác thôi. Thôi. Yeah. Wow. Được rồi. Ôm chồng cái đi kìa. Em cũng có cái thùng do anh nữa. Trời, ông chồng cho vợ món quà nhỏ nhưng mà chất lượng nha. Giờ vợ đang tặng cho chồng cái gì đây? Chắc không biết rồi. Thì chỉ là ông thích cái đó thôi. Là bắt bạc nó hả? Đúng.
Chơi cái gì vậy? Cá bớn. Cái này, I said I like this one. Yeah, let me open it. Oh, it's so nice. Wow. Chứ đeo kiểu kia nó thành con gái á. Đeo này sao nhìn nó yếu yếu sao nha, nó không có men. Thôi cái túi này thời gian nên nhường lại cho bà xã luôn đi. Làm như em mua có mục đích phải không? Cái này là túi trai gái đeo được mà muốn em xài đó phải không? Hai đứa share. Bây giờ hôm nay đến với cái chương trình ngày hôm nay nè, em có một cái điều gì mà muốn nói với vợ không? Mình ở chung 17 năm and em stick with me all the whole time, so I love you and I'm glad that we go through everything together, like the lowest of the low and the highest of high, and it's a life journey, and you know, I'm glad I'm going through it with you. I know that thank you is not enough word how to describe my feeling for you, and I know that you know it too. But I just want to thank for everything you've done for us, for my family, and for our daughter. I know it has been hard. All the obstacles that we've been through, you still stay strong for me. Just like how I'm trying to stay strong for us. And thank you for loving me no matter what, of how I am or who I am. You never talk bad thing about me. I really appreciate for that. And I believe that you love me. I believe that you are never gonna leave me. Just how I want us to be together forever. And I believe we go to the end of this lifetime. Okay? Thank you. Love you. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Cảm ơn tụi em đã dành cho nhau những cái tình yêu tuyệt vời nhất. Yeah.